phẫu thuật gì mà lâu dữ vậy con? Không phải là tại anh Cang lớn tuổi đó chứ? Phẫu thuật cho Cang Su-in đã xong rồi. Còn Gode thì sao? Bây giờ vẫn còn phẫu thuật. Em sẽ ở đây coi chừng thai cho chị. Chị phải nghỉ ngơi một chút đi chị à. Dù gì ba chị cũng sắp tỉnh lại rồi. Chị phải ở đây phòng lúc ba gọi chị nữa. Tài xế Cang vẫn chưa tỉnh lại hả? Dạ, anh trai con cũng đang dần được hồi phục rồi. Chỉ còn tài xế Cang thôi. Cậu Vân Huynh ơi, tôi thật sự rất xin lỗi cậu. Tôi đã hại cậu phải sống dở chết dở. Chú ơi, chú tới đây làm gì? Sao lại nói xin lỗi ba tôi? À, thì